Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách gấp một máy bay từ một tờ giấy màu như thế này nhé. Thì bên này sẽ nhẹ mã như thế này. Ở điểm tiếp viên thì quân bên này, quân pháo bên này, em vào đây luôn. Bên này sẽ nhảy từ cái trạm lát. Thì đáp trả là quân xanh thì quân pháo nhảy qua để tránh trả. Thì bên này sẽ dừng lại như thế này nhằm mục đích tạo thành hai con chốt này luôn. Sau khi thấy không làm được gì nữa thì bên này quyết định nhảy mã. Đéo đợi đấy. Sau khi mình này nhảy mã xong, mục đích thì duy trì thế tấn công thì quân xanh thì nhảy mã lên ha. Bên này thắng như vậy liền tác giả bằng cách nhảy pháo xuống. Sau khi cũng phá xuống đây thấy có một sự bất bình thì bên này ra xe mục đích tí pháo chạy, thì bên này lại không chạy mà lại chạy xe qua mục đích đâu. Này làm 5 bộ chỉ với nội bắt này. Con tay là cô chắc là cái thằng thêm đấy để trên nó OK, như vậy là mình đã gặp xong một chiếc máy bay nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chào bạn.